Xin chào tất cả mọi người. Và như vậy là chúng ta đã đi qua vật liệu plastic khá là đơn giản đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một cái vật liệu cũng rất là phổ thông, đó là marble. Marble hay là granite thì các loại vật liệu là các cái vật liệu bề mặt mà chúng ta đã rất là quen thuộc rồi. Bây giờ thì tôi sẽ ở phần diffuse này thì vật liệu đang là plastic, lúc nãy tôi sẽ lót một cái tester mới vào. Tôi sẽ sử dụng một cái ok, và tôi sẽ sử dụng Maple. Maple thì nó sẽ không có cái phần anisotropy mà nó sẽ gần như là rất là phẳng, và Runit thì mức độ cũng rất là thấp, nó sẽ rất là bóng. Cái độ bóng của cái đá này thì nó rất là cao. Đây chúng ta sẽ cùng xem. Và cả cái loại maple nói chung thì cái độ phản xạ nó cao nên các bạn gần như sẽ phải điều chỉnh rất là ít. Chúng ta chỉ có điều chỉnh cái phần chủ yếu là phần map và cái phần reflection thôi. Đấy, các bạn thấy rất là đơn giản. Còn nếu như mà chúng ta muốn có những loại vật liệu mà nó có vẻ gồ ghề hơn một chút chẳng hạn. Maple. Bây giờ tôi sẽ chỉnh cái map reflection cho maple nó mềm hơn một chút chẳng hạn. Sorry, sorry, sorry. Saturation rồi brightness. Contrast. Tôi sẽ giảm contrast. Rồi, ok, tôi sẽ làm map reflect cho nó. Rồi, chúng ta sẽ cùng kiểm tra. Và lúc này thì cái vật liệu marble chúng ta nó sẽ không còn bóng đều như thế nữa, nhưng mà nó sẽ xuống một chút. Chúng ta cùng xem. Đó, về cơ bản thì nó vẫn sẽ còn rất là bóng. Tuy nhiên khi chúng ta điều chỉnh theo cái map reflection này thì nó đã ngẫu nhiên hơn rồi. Granite thì hay là marble thì đều là những cái vật liệu rất là dễ chỉnh. Rồi, và bây giờ thì chúng ta đã có cái lớp đá marble rồi. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta muốn mô phỏng thực hơn về cái marble này thì chúng ta sẽ cần thêm một cái lớp phủ ở bên trên. Và lớp phủ này thì người ta sẽ gọi là một cái lớp như một lớp trắng vậy, có thể dùng như là một loại sơn hoặc là một loại lớp phủ. Và ở trong thiết thì nó sẽ nằm dưới dạng là coating. Các bạn có thể thấy đây là coating. Khi chúng ta kích vào cái thành phần coating này thì nó sẽ tự động thêm lên trên bề mặt của cái vật liệu này một cái lớp phía trên, và đây là một cái lớp phủ như kiểu sơn vậy. Chúng ta cũng có thể tùy chọn cái độ phản xạ của lớp coating phía trên như thế này. Đây là cái lớp phủ bề mặt, các bạn lưu ý nó như một cái lớp sơn vậy, hay là một cái lớp phủ. Bây giờ chúng ta cùng xem. Lúc này thì cái thành phần đá granite mặc dù nó đã bóng rồi, nhưng mà kết hợp thêm một lớp phủ nữa thì chúng ta có thể hoàn toàn điều chỉnh được cái độ bóng hoặc phù hợp với cái mà chúng ta mong muốn. Đây, các bạn thấy. Và đá granite cũng như gạch thì nó chỉ khác nhau ở các cái chỗ, đó là cái độ gồ ghề bung nó khác nhau, runic nó khác nhau, và cái mức độ phản xạ nó khác nhau, chứ còn không hề có nhiều cái sự khác nhau cho lắm. Và các bạn thấy là hầu hết tất cả các cái vật liệu mà mang cái thuộc tính basic này thì khá là dễ dàng phải không? Ở trong các cái phần sau thì khi mà đến các cái phần vật liệu mà cao cấp hơn, đa lớp thì chúng ta sẽ kỹ hơn về cái phần này. Xin chào cả mọi người.